Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi trang truyền hình của huyện Chợ Mới. Trong chương trình ngày hôm nay, sau phần tin có phóng sự xã hội hóa xây dựng cầu dân sinh ở Thanh Mai, phóng sự thanh niên huyện Chợ Mới sẵn sàng nhập ngũ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, thời điểm này, bà con nông dân ở xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới đang tập trung thu hoạch củ cải trắng. Đây là năm đầu tiên xã Nông Hạ mạnh dạn đưa củ cải trắng vào trồng với tổng diện tích 3,2 ha. Theo đánh giá ban đầu cho thấy, củ cải trắng do công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Misaki cung ứng giống và liên kết bao tiêu đầu ra cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với các cây trồng khác cùng vụ. Bình quân năng suất đạt trên 2 tấn củ trên 1.000 mét vuông. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, củ cải trắng rất dễ trồng, nhưng muốn đạt năng suất cao, bà con nên trồng trên những chân đất tơi xốp và cung cấp lượng nước vừa đủ, tránh ngập úng gốc sẽ làm ảnh hưởng đến rễ và củ. Thưa quý vị khán giả, huyện Chợ Mới đang triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Những ngày này, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện Chợ Mới luôn được ngành chức năng quan tâm. 14 trên 14 xã thị trấn có đội kiểm tra liên ngành và ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm hoạt động theo kế hoạch. Trong đó, công tác tuyên truyền để chủ cơ sở kinh doanh hoàn thiện các thủ tục hành chính, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm, thực phẩm được huyện Chợ Mới đặc biệt quan tâm triển khai. Đến nay, cơ bản các cửa hàng, dịch vụ ăn uống chấp hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị khán giả, thời gian qua cùng với chính sách hỗ trợ của nhà nước, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới đã huy động các nguồn lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng cầu dân sinh. Những cây cầu dân sinh hoàn thành đã giúp bà con đi lại thuận tiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đây là cầu dân sinh Bản Phát, Bản Pá, xã Thanh Mai, được khởi công xây dựng từ tháng 5 năm 2021 với tổng chiều dài 12 m, rộng 3 m. Cây cầu này được công ty cổ phần hóa dầu và thiết bị công nghiệp Hà Nội và nhóm Tâm Tử Bi Hà Nội tài trợ cùng nguồn xã hội hóa ở địa phương. Với tổng kinh phí xây dựng là hơn 200 triệu đồng. Cùng với đó, người dân địa phương đã tích cực đóng góp trên 350 ngày công lao động. Sau thời gian tích cực thi công, cuối năm 2021, cầu dân sinh đã chính thức hoàn thành và đưa vào phục vụ việc đi lại của người dân hai thôn Bản Pá và Bản Phát. Thay mặt toàn thôn, hai thôn là cảm ơn xây dựng cái cầu là được khang trang chắc chắn đấy, cho hai dân của thôn đi lại thông thương và giúp cho địa phương và hai thôn đi lại dễ dàng. Thứ nhất là mùa mưa đấy, tạo điều kiện đấy, cho con cháu này đấy, đi lại học hành là không phải qua suối đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai là bà con đi qua vận chuyển tất cả các nông sản và sản phẩm của hai thôn, tạo điều kiện tức là giá cả nó ổn định hơn, thuận lợi nhất. Đấy là có hai cái vấn đề đấy. Ba nữa là coi như tạo điều kiện tức là từ hồi xưa đến nay là bà con rất mong mỏi cái cầu này. Còn đây là cầu dân sinh thôn Khuổi Rẹt, được khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2020. Với tổng chiều dài 6 mét, rộng 3 mét, cầu có khả năng chịu trọng tải khoảng 7 tấn. Cây cầu này được Bệnh viện Hồng Ngọc Hà Nội và nhóm Tâm Từ Bi Hà Nội tài trợ, cùng với nguồn xã hội hóa từ Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã Thanh Mai và sự đóng góp kinh phí và hơn 300 ngày công lao động của người dân địa phương. Đến nay, cây cầu đã đưa vào phục vụ việc đi lại của người dân thôn Khuổi Rẹt. Tôi cùng nhân dân các thôn trên địa bàn xã Thanh Mai đã tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng cầu dân sinh phục vụ việc đi lại, vì địa bàn xã rất nhiều sông suối chia cắt cho nên cái việc đi lại cũng rất khó khăn. Vì thế trong năm qua thì các thôn Bản Pải, Khuổi Rẹt, Bản Phát, Bản Pá, bốn thôn đã huy động sức dân và các nguồn lực đóng góp được khoảng 500 triệu và gần 1.000 ngày công để xây dựng được ba cây cầu dân sinh phục vụ cho việc đi lại của bà con nhân dân. Và qua việc đó thì đã đem lại hiệu quả thiết thực. Từ năm 2020 đến nay, xã Thanh Mai đã huy động xã hội hóa xây dựng được 4 cây cầu dân sinh trên địa bàn với nguồn kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Trong thời gian qua, từ nhiều kênh khác nhau, xã Thanh Mai đã kêu gọi các tổ chức,
doanh nghiệp ngoài địa bàn tỉnh giúp đỡ, tài trợ xây dựng cầu thông qua việc kết nối của nhóm Tâm Từ Bi Hà Nội. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất để xây dựng cầu. Những cây cầu này khi đưa vào sử dụng đã giúp cho người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị khán giả, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của những ngày đầu năm 2022 mà huyện Chợ Mới phải hoàn thành đó là bàn giao công dân trong độ tuổi nhập ngũ cho các đơn vị huấn luyện. Thời điểm này, thanh niên huyện Chợ Mới đã sẵn sàng nhập ngũ. Theo con đường mòn nhỏ qua khe suối là ngôi nhà đơn sơ ở mé đồi dựa lưng vào núi đá. Hoàn cảnh của ba cháu Nguyễn Đình Tuyên ở thôn Đèo Vai 1, xã Quảng Chu khá éo le. Tuyên học hết lớp 9 là nghỉ học ở nhà phụ giúp bà. Khi biết chưa đến lượt mình được nhập ngũ mà với ước mơ được làm bộ đội nên Tuyên đã viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ năm 2022. Khi biết nguyện vọng của mình đã thành hiện thực, Tuyên tranh thủ giúp bà việc nhà trước ngày nhập ngũ bởi em biết bà sẽ vất vả hơn. Hoàn cảnh khó khăn thì cháu cũng có ước mơ từ nhỏ là được đi bộ đội ạ. Vâng, và cháu cũng rất muốn là đi bộ đội để phục vụ Tổ quốc. Ông nội có nhiều năm tham gia quân ngũ, luôn động viên cháu đi bộ đội để rèn luyện. Bố là trưởng thôn, hàng ngày đều động viên con đi bộ đội cho trưởng thành. Vừa mới học hết lớp 12, thanh niên Hoàng Văn Trường ở thôn Khuân Tèng, xã Như Cố cũng hăng hái nhập ngũ đợt này. Khi biết mình sẽ tham gia huấn luyện tại Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu, Trường rất phấn khởi, mừng vì mình đủ sức khỏe nhập ngũ. Thì lúc đi học thì có giấy tuyển nghĩa vụ thì cháu đã xung phong đăng ký để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cháu sẽ cố gắng thực hiện tốt chỉ tiêu và cố gắng sẽ phấn đấu để hoàn thành nghĩa vụ để sớm về với gia đình. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản chuẩn bị xong, đang thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện thực hiện tuyên truyền đến cấp xã và chỉ đạo hướng dẫn cấp ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn tuyên truyền đến mọi người dân, đặc biệt là các cái gia đình có con em chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2022. Thì đến thời điểm này thì đã có 7 đơn công dân là xin tình nguyện nhập ngũ năm 2022. Năm 2022, huyện Chợ Mới được giao tuyển chọn 98 công dân, trong đó chính thức 93 công dân, dự phòng 5 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự. Số công dân này sẽ tham gia huấn luyện tại Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu, Lữ đoàn 601 Quân khu 1, Lữ đoàn 210 Quân khu 1, Sư đoàn 346 Quân khu 1. Đối với công dân tham gia Công an Nhân dân năm 2022, giao chỉ tiêu 19 công dân, trong đó 16 công dân tham gia huấn luyện tại Công an tỉnh Bắc Cạn, 3 công dân giao Bộ Công an huấn luyện. Ngày 16 tháng 2 năm 2022, những thanh niên ưu tú huyện Chợ Mới sẽ lên đường nhập ngũ, làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm tự hào để thanh niên huyện nhà cống hiến sức lực, trí tuệ cho đất nước, xứng đáng là lực lượng xung kích trong thời kỳ mới. Trang truyền hình của huyện Chợ Mới xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.